Thiên Ngân và Thiên Ngân, bây giờ con hát một câu dòng cổ để con tặng cho các cô các chú. Rồi xong rồi lúc đó là con đi vô để cho mẹ làm ăn. Không nữa em ơi dừng biệt, giờ đây chúng ta chia tay mọi người mọi ngày, nhưng không bao lực nào ngăn được tình yêu đôi ta trọn đời chúng thi, thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn mối tơ lòng. Dạ con đi, mẹ biết là con hôm nay con bệnh nhưng mà con hát tông thấp xuống, con hát cái gì lá trầu xanh gì đó, hát đi, anh cũng là một người đàn ông rồi đó ha. Bữa nay anh cũng dạy thì, hôm nay là đang dạy thì hết trơn rồi. Bây giờ anh hát ra dùm cho em bài lá trầu xanh, tông xuống thấp đi ha. Anh hứa với em khi mình nên duyên anh thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Rồi để sát vô, để sát vô. Trầu xanh sẽ thêm được thêm nồng, mỗi sáng tinh sương gắn trầu ra chờ trên con đê dài. Con nhà thôi có đôi chân. Tí đi, hát đi, mẹ đứng là khán giả. Anh đi đó nè. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nói chung là chăm mấy bạn này là em rất là mệt. Với lại mệt quá.
người dân quê hương sống trong đã bao đời dầm mưa dài nắng rồi lấy trên thân ơn con như xưa mẹ mát ngọt đời không sống quê hương đúng về ba ngã cây cây mùa đồng hồ cô xa đứng qua trường nắng có người bạn qua về kia uống ta người dân quê hương sống trong lũy tre lạc mà chưa rợp bóng dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau bài Việt Nam tăng cổ hả?